xin mời vì nó cùng đến đỉnh Mẫu Sơn nghe hát thi giao duyên. Rất đông người rất là toàn máu đẹp luôn. Hát si đông vui, hát si đông vui. Cho em quay hai chị xinh đẹp một tí. Ba chị xinh đẹp đứng vào gần nhau đi. Hai người con trai cao hơn đấy ra phải ra bên ngoài. Ờ nhờ. Ấy ơ, đẹp hay nhờ. Được, đây nó khác vừa hết mà. Được, em sợ nó rơi. Lúc nãy trên kia có một người đặt vào rơi đấy. Gió nó thổi rơi. Chị có mang chân đi à? Cái trời. Thế này được rồi chị ạ. Tại vì cái máy của em nó không ảnh nó rộng hơn như này. Bây giờ mới nhìn thấy nè, 4 người nè. Máy của em kiểu gì ấy, máy của chị kiểu gì? Rơi lắm, máy của chị không, cái khung nó rộng. Rơi đấy, không được đâu. Thank you.
Không hát à chị ơi? Còn hát không? Không vào. Không vào à? Rồi hát mãi không vào thế. Các anh này yếu thế. Bây giờ chị này hát không? Không quen phải không? กินน่ะกินไม่มีตองลุงเลยมีกินน่ะไม่มีตองมันตองลุงแล้วไม่นอนเลยอ่ะโอ้ยไม่จะไปจังสับมือเลยcần đấy cần đấy chị ơi, mưa thì cầm vào đây hộ em một cái nhé, đứng đây được rồi, không cần lên đâu.Ti lâu rồi, giờ thì lâu rồi.
mình vô hành lộc mình ha. Máy từ cái cây vốn đang yên được rồi. Cái mắt này có thể nó đầy mỡ. À, mắt này có thể đi hổng đáy định mỡ. À, ăn khá phẩm nó quay. Máy chân sinh quá. Khá phẩm nó nào của mình. Con đi vào, để mắt hổng cây vốn yên. Cho em qua đây nhờ một anh nhé. Cái biển em để chỗ này cho nó đỡ vướng. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I know.
phải của anh đâu. Nhà hàng bật nhạc đuổi khách rồi nhá. Không phải của anh đâu. Không phải của anh đâu. Ở đâu đấy? Không biết đâu. Thôi quý vị thông cảm nhé, nhà hàng bật nhạc đuổi khách cho bây giờ phải đi đây. Nhà hàng Mẫu Sơn kênh, đây là cửa hàng gì ấy nhỉ? Bật nhạc to quá đuổi khách rồi. Chắc là khách vào hát si nhiều quá không ăn uống gì là bật nhạc luôn, đuổi khách luôn rồi. Thôi chúng ta đi lên trên này nghe hát si nhá.